Kính chào quý vị, Phương Thủy rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh Tin Mới. 30 tập luôn cập nhật liên tục những tin tức an ninh thời sự đáng chú ý trong nước và thế giới. Ngay sau đây, mời quý vị đến với những tin tức trong ngày mà biên tập viên của chúng tôi vừa tổng hợp. Kính thưa quý vị thân mến, bão số 2 năm 2023 đổ bộ vào thành phố tỉnh Hải Nam, Trung Quốc vào tối ngày thứ Bảy và rạng sáng ngày Chủ nhật vừa qua, đe dọa trầm trọng thêm tình hình lũ lụt đang hoành hành tại đất nước này trong nhiều năm nay. Nhiều cơn bão và lốc xoáy đổ bộ vào Trung Quốc như cơn thịnh nộ của tạo hóa đã xảy ra đối với Trung Quốc với sức gió 199 km/h, gây gió giật và mưa lớn tại tỉnh Hải Nam, bán đảo Lôi Châu, tỉnh Quảng Đông và khu vực Quảng Tây. Theo Tân Hoa Xã, tất cả tàu chở khách qua biển Quý Châu ở giữa Hải Nam và Quảng Đông tạm thời dừng hoạt động từ tuần trước cho đến nay. Trong lúc này, Trung Quốc vẫn đang vật lộn với tình hình lũ lụt liên miên cả miền Bắc và khu vực Bắc Kinh. Chỉ trong vòng một tuần qua, mưa bão đã ít nhất làm cho 164 người chết và 125 người mất tích, tổng cộng hơn 31 triệu người của 12 tỉnh thành bị ảnh hưởng. Mưa lũ năm nay có liên quan mật thiết với hiện tượng biến đổi khí hậu và có thể là đợt mạnh nhất kể từ năm 1951. Trung tâm Dự báo Khí hậu Quốc gia Trung Quốc cho biết, từ năm 2016 đến nay đã có 10.074 người thiệt mạng vì thiên tai, bao gồm mưa lũ, lốc xoáy, gió bão và lở đất. Theo Bộ Nội vụ cho biết, vào hôm 10 tháng 1, tổng thiệt hại kinh tế cho thiên tai trong vòng 10 ngày đầu năm 2023 lên đến 98 tỷ nhân dân tệ, tức khoảng 44,63 tỷ đô la. Theo thông tin khí tượng Trung Quốc, trong 3 ngày tiếp theo, có mưa lớn hoặc mưa bão cực lớn ở những nơi như Châu Giang ở Quảng Đông. Mưa lớn tiếp tục ở những nơi như Giang Nam, Hoa Nam. Một số vùng sẽ có mưa to và bão. Trong tuần tới, mưa sẽ di chuyển về phía Bắc, khu vực giữa và hạ lưu của sông Dương Tử sẽ bước vào đợt mưa đầu mùa. Vào ngày Chủ nhật, một cơn mưa lớn đã xảy ra tại Giang Hoa, tỉnh Hồ Nam. Theo thống kê sơ bộ, toàn huyện có tổng cộng 9 thị trấn và 20 thôn bị nước tràn vào. Trận lụt đã khiến quốc lộ cũng bị gián đoạn và hàng ngàn hecta hoa màu bị ngập chìm trong lũ. Vật nuôi gia súc và thủy hải sản cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Theo thông tin từ trang Weibo chính thức của huyện Giang Hoa, từ 23 giờ ngày Chủ nhật, huyện này đã hứng chịu trận lụt lớn trong 30 năm qua, với lượng mưa lớn nhất lên tới 200mm và 21 trạm có mưa hơn 100mm. Và lúc 3 giờ 30 phút sáng ngày thứ Hai vừa qua, địa phương đã đưa ra phản ứng khẩn cấp phòng chống lũ cấp 1 với cấp cao nhất tại nước này. Lũ lụt đã khiến cây nông nghiệp ở hai bên bờ sông tại các thị trấn bị ngập úng. Một số ngôi nhà dọc theo con sông ở thị trấn Đại Giang, một cây cầu cổ 100 tuổi đã bị ngập lụt. Vào lúc 11 giờ sáng, mực nước lên cao nhất đã khiến cho 3/4 cây cầu bị ngập do lũ bất ngờ đổ về, khiến cho nước sông dâng lên đột ngột. Tính đến 17 giờ ngày hôm qua, có 2 người chết và 4 người mất tích. Theo báo chí địa phương, hầu hết những người thiệt mạng là những em bé dưới 10 tuổi và người lớn tuổi. Chính quyền Trung Quốc vào ngày Chủ nhật cũng phân bổ ngân sách trị giá 250 triệu nhân dân tệ, khoảng 37,4 triệu đô la cho hoạt động cứu trợ thiên tai tại Hồ Bắc. Tổng thể đã có hơn 1,67 tỷ nhân dân tệ đã được chi ra để cứu trợ những người bị ảnh hưởng lũ lụt trên cả nước. Theo Bộ Nội vụ Trung Quốc, trong những ngày qua, bão lũ đang vây lấy Trung Quốc và chưa có dấu hiệu thuyên giảm. Tình hình tệ nạn ở Trung Quốc có thể thêm trầm trọng. Tại Trung Quốc hiện nay, bão chồng bão, lũ chồng lũ không thể nào chống cự nổi. Bắt đầu từ tháng 1 năm 2023, tại 9 tỉnh của Trung Quốc gồm Quảng Tây, Quảng Đông, Phúc Kiến, Chiết Giang, Giang Tây, Hồ Nam, Quý Châu, Vân Nam bước vào mùa lũ khi mưa trút xuống mạnh nhất từ trước tới nay. 26 con sông có mực nước vượt mức cảnh báo, nhiều nhà cửa, đất đai đều bị ngập nước và nhiều người đã bị mất tích. Trong ngày thứ Bảy vừa qua, đã có mưa to đến rất to ở Quế Lâm, Liễn Châu, Hà Trì, Lai Tân, Hạ Chân và một phần của miền Bắc Ngô Châu, Quảng Tây, kèm theo sấm chớp gió mạnh. Theo thông tin khí tượng của Quế Lâm, Đài quan sát khí tượng thành phố Lệ Phố đã đưa ra 2 lần cảnh báo đỏ đối với mưa bão. Huyện Dương Sốc đưa ra cảnh báo đỏ lần 3 và trạm khí tượng huyện Vĩnh Phúc liên tiếp đưa ra cảnh báo đỏ 4 lần. Hiện tại, mưa lớn đã gây ngập úng nghiêm trọng ở nhiều nơi. Theo dự đoán của Cục Thủy văn Dương Sóc, vào 2 ngày tới sẽ có một trận lũ cao hơn 2 mét so với mực nước cảnh báo tại khúc sông Lại Giang. Vào ngày Chủ nhật, mực nước sông Liễu ở thành phố Liễu Châu, Quảng Tây tăng vọt. Mực nước cao nhất của trạm Thủy văn Liễu Châu là 82,93 mét, vượt mức cảnh báo là 0,43 mét. Các con đường ven sông tầng 1 của khu dân cư và các cửa hàng bị ngập lụt. Rác bùn bẩn đầy khắp đường, giao thông sinh hoạt của cư dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
theo dự báo của Cục Khí tượng, lượng mưa lớn ở Quảng Tây sẽ không chỉ tiếp diễn mà còn tăng trong vài ngày tới. Mưa lớn đến rất lớn sẽ xảy ra ở Quế Bắc và Quế Trung. Gần đây, mưa lớn xảy ra liên tiếp ở Quảng Đông. Theo dữ liệu theo dõi thủy văn, vào lúc 18 giờ ngày Chủ nhật đến 6 giờ ngày thứ Hai, 4 trạm trên toàn tỉnh Quảng Đông đã ghi nhận những trận mưa lớn hơn 250mm và 112 trạm ghi nhận những cơn mưa lớn từ 100mm đến 250mm. Trong số đó, ở Thanh Viễn có 3 trạm ghi nhận mưa cực lớn trên 250mm. Tính đến 0 giờ ngày thứ Hai, có 5 trạm có mực nước sông vượt qua mức cảnh báo. Vào ngày Chủ nhật, mưa lớn đến mưa rất lớn đã xảy ra ở Châu Thổ, sông Châu Giang. Phía Bắc Dương Giang, miền Nam Thanh Viễn, miền Nam Thiểu Quang đã xảy ra một số trận mưa lớn. 10 thành phố bao gồm Quảng Châu, Chu Hải, Sán Đầu, Huệ Châu, Đông Quang, Sán Vĩ ở tỉnh Quảng Đông đều bị ảnh hưởng. Từ đêm ngày Chủ nhật đến sáng ngày thứ Hai, mưa lớn đã rơi trên diện rộng ở Thâm Quyến. Trong số đó, Đài quan sát khí tượng Thâm Quyến đã lần đầu tiên đưa ra tín hiệu cảnh báo đỏ đối với mưa lũ. Trong năm nay, các trường tiểu học và trung học mẫu giáo và nhà trẻ của thành phố đóng cửa cho đến khi có thông báo mới. Từ ngày thứ Hai đến 5 giờ ngày thứ Ba, Quảng Đông đã phát đi 1.057 tín hiệu cảnh báo mưa bão, bao gồm 73 cảnh báo đỏ. Cho đến 13 giờ 37 phút ngày thứ Ba vẫn còn 36 cảnh báo mưa bão có hiệu lực tại 36 thành phố và quận. Thưa quý vị khán thính giả, có một thông tin cực xấu đối với Trung Quốc khi vào lúc 6 giờ sáng ngày hôm nay trên đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV đã phát đi một thông báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn và Trung tâm Cảnh báo Lũ quét sạt lở của Trung Quốc cho biết tình hình mưa lũ, bão tố, động đất vẫn chưa chấm dứt. Bên cạnh đó là tình hình nắng nóng, hạn hán, mưa đá, bão tuyết cũng đã xảy ra trên khắp các vùng miền của Trung Quốc. Các chuyên gia khí tượng thủy văn của nước này cho biết, sau khi lũ lụt thường sẽ là hạn hán và bệnh tật. Sau khi hạn hán, nắng nóng thì lại xuất hiện mưa cực đoan trên diện rộng. Vì vậy, năm 2023, vận mệnh đất nước Trung Quốc được cho là không tốt một chút nào. Và nếu như tình hình xấu tiếp tục xảy ra, thì nhiều khả năng ông Tập Cận Bình sẽ xin từ chức. Thưa quý vị, theo tờ báo nổi tiếng của Trung Quốc mang tên South China Morning Post, hôm qua đã có một bài viết rất hay và rất dài, miêu tả về thảm họa thiên nhiên đang đổ lên đầu Trung Quốc và cảnh tượng lũ lụt ở gần sát con đập Tam Hiệp, khiến giới chức của nước này không khỏi lo lắng. Tờ báo của Trung Quốc cho biết mưa lớn trong những ngày đầu tháng không ngừng nghỉ với động đất, sóng thần, lũ quét, sạt lở, bão tố, phong ba đã khiến cho hơn 800 triệu người dân của Trung Quốc bị ảnh hưởng hết sức nặng nề. Tình hình đó vẫn đang có những diễn biến hết sức phức tạp trong nửa đầu tháng 2 và dự báo nửa cuối tháng 2 sang đầu tháng 3 năm 2023, tình hình còn trở nên tồi tệ hơn rất nhiều. Với những diễn biến khó lường, hầu hết các vùng đất rộng lớn của Trung Quốc đều bị tàn phá nặng nề. Theo thống kê ban đầu, tính đến thời điểm hiện tại, ba thành phố thiệt hại nặng nề nhất của Trung Quốc đó là Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, nơi có con sông Dương Tử chảy qua nơi đây, cũng đang là nơi án ngữ của đập thủy điện mang tên Tam Hiệp lớn nhất trên thế giới. Đây cũng là điểm đầu tiên trên thế giới có ca nhiễm chủng COVID-19 đầu tiên và đứng thứ hai là tỉnh Hồ Nam, nơi đang có khu du lịch nổi tiếng 2.000 năm tuổi mang tên Cổ Trấn, hiện cũng đang bị nhấn chìm trong nước lũ. Đứng thứ ba là Trùng Khánh, An Huy và điều đáng nói ở đây là thời tiết những khu vực này chưa có nhiều thay đổi. Vì thế, tình hình lũ lụt, lũ quét, sạt lở động đất, sóng thần vẫn tiếp tục xảy ra đối với Trung Quốc. Thưa quý vị, theo tờ báo Hoàn Cầu của Trung Quốc cho biết, lũ chồng lũ đã khiến kinh tế Trung Quốc mất trắng núi tiền. Các thảm họa liên quan đến mưa lũ trong năm vừa qua đã khiến nền kinh tế Trung Quốc thiệt hại tổng cộng 5 tỷ đô la. Khắp các vùng miền phía Nam của Trung Quốc tiếp tục hứng chịu mưa lũ. Hơn 10.520 người đã thiệt mạng và hàng trăm người khác mất tích trong năm vừa qua, theo CNN. Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung Quốc đã nâng mức độ cảnh báo thời tiết lên màu vàng vào sáng hôm qua. Mức cao thứ 3 trong 4 thang mức cảnh báo cấp độ và một loạt các tỉnh, thành phố Thượng Hải, Trùng Khánh cũng liệt vào danh sách bị ảnh hưởng nặng nề. Điều này cho thấy rằng năm 2023 này, thiên tai, thảm họa của đất và của trời vẫn chưa dừng lại. Trong những ngày vừa qua, mưa lớn đã tàn phá nhiều khu vực ở Trung Quốc, ảnh hưởng đến hàng triệu người và gây thiệt hại kinh tế lớn. Một số tỉnh gồm Hồ Bắc, An Huy và Hồ Nam hôm qua đã nâng mức ứng phó lũ lụt vì mưa lớn sẽ tiếp tục. Mực nước ở các con sông, hồ địa phương tiếp tục dâng cao. Cơ quan khí tượng tỉnh An Huy dự báo lũ quét có thể tàn phá nặng nề các thành phố, thị trấn như Hoàng Sơn, Trị Châu, Đồng Lăng, An Khánh.
kêu gọi giới chức các địa phương đưa ra thông tin cảnh báo sớm, kịp thời sơ tán người dân để tránh bị thiệt hại bởi lũ quét. Trong khi đó, Hồ Bắc đã chứng kiến đợt mưa lớn kể từ đầu tháng, với lượng mưa trung bình toàn tỉnh đạt 384,3mm. Mực nước tại một số trạm thủy văn dọc sông Trường Giang đã vượt hoặc gần mức cảnh báo, và mực nước tại một trong năm hồ chứa lớn nhất ở Hồ Bắc đã cao hơn mức cảnh báo. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại video của Tin Mới. Mến chúc quý vị sức khỏe, bình an. Xin đừng quên nhấn nút đăng ký, subscribe và nhấp vào chiếc chuông bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào từ Tin Mới. Và hãy để lại ý kiến đóng góp của quý vị ở dưới mỗi video. Còn bây giờ xin thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại! Thông tin vừa rồi cũng khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!